Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang tại nhiều cơ quan đơn vị nơi công cộng tập trung đông người đã được nhiều người dân thực hiện nghiêm túc. Việc đeo khẩu trang tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, người dân khi đi chợ và cả các tiểu thương đều đã tự ý thức về việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh bằng việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua ghi nhận trong buổi sáng ngày 5 tháng 3, một số người dân còn chưa tự bảo vệ mình, không đeo khẩu trang tại khu vực như điểm chờ xe buýt, quán nước ven đường. Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế.